Rồi clip này dành cho bạn thợ mà ở vùng sâu vùng xa mà ít cơ khí tiện này nha. Thì nhiều bạn làm 62 hay full 150 rồi mắc xúc bắp 19 22 á. Có móc móc bít tông hay không? Hôm nay mình sẽ nói clip luôn. Thì máy này là trái 62 và cái này là chảo số bắp 2225. Bây giờ mình trước mắt mình nói là số bắp 19 22 đi nha. Thường số bắp 19 22 á, thì bạn dòm vết tông là mắt này nè. Còn số bắp lớn 2225 20 23 là mắt này nè. Thường nó gọi mắt như ma đó. Còn mắt này 19 22 nè, bạn dòm kỹ nha. Thì nhiều bạn hỏi mình lên 62 có móc mắt bít tông hay không. Thì thường thường mấy cái lồng IZ TA nè, SK mà có mắt như thế này bạn mua về bạn ráp luôn, khỏi cần móc mắt bít tông. Rồi nếu như trái 62 là 10 mắt 19 22 khỏi cần móc mắt bít tông là trái 62. Còn trái 57 bạn hoặc buộc phải móc mắt bít tông nữa bạn. 62 lại không đụng, mà cũng với con mắt này luôn, 62 không đụng nhưng mà 57 lại đụng nữa bạn, là số bắp 19 22 nha. Còn lên 20 23 mà bạn mua với bê tông mắt này nữa nha, 20 23 đến 20 25 bạn mua bê tông mắt này á là nó sẽ đụng mấy cái mép này xa. Còn nếu nó móc thì ra bìa nó muốn tét luôn cái kiềng luôn, nó móc xa lắm các bạn. Đừng có mua mà cái trái này mà đi mà mắt lớn 20 23 25 nha. Trái này mắt nhỏ thường mắt 19 22. Đây, cái trái này mới xài 20 23 nè. Ví dụ bạn đi 62 nè, 265 mà mắt mắt lớn gì nè là số bắp 20 23 thì khỏi móc. Nhưng mà thường thường đúng cấu hình 65, thường là cấu hình mà chuẩn thì 225 đúng không? Là ví dụ mà trái này cho 65 đi mà đi mắt lớn là mắt Uma nè, mà xài chung cái chảo mấy cái chảo Super Head nè 225 nè, thì các bạn móc nó ra tới đây nè, đó là tém nhẹ đèn liền ly nè lầm rồi đó, là trái 62 65 nè là mắt 225. Còn mắt 20 23 bạn không như 62 mà đậu số mét mắt 20 23 thì trái này thả luôn khỏi móc các bạn, đó là không có đụng nha. Đó cam từ 6 ly 6 rưỡi 5 ly 8 đến 6 ly rưỡi, ok không có đụng các bạn. Đó là mắt lớn Uma. Các bạn mà chơi xe dụ mà 62 á, mà bạn đang đi 19 22 á, bạn đi trái này vẫn được các bạn. Sau này á, bạn nâng cấp lên mà 20 23 thì bạn giữ lại trái này xài luôn. Còn nếu mà bạn đi trái này 19 22 á, sau này bạn nâng cấp 20 23 thì móc cái trái này rất là xấu nữa bạn, nó dễ bị tét kiềng nữa. Nếu mà tính toán trước thì bạn đi trái này, nhưng mà thường cái bộ lồng theo trái thường là có trái này thôi các bạn đó. Rồi ok, thì cái này chia sẻ nhỏ thôi cho anh em mà nói về cái kinh nghiệm móc mắt á. Thường thường móc mắt nó để phẳng này, nó tém nhẹ theo cái đường phẳng này lên là đó, nó móc đây là nó mất 2225 nha. Đó là nó sẽ bị đụng mấy cái khúc khúc mép này nè, như mép nè đó, mép này rồi, mép này các bạn ok. Rồi còn cái này á, thì làm 62 mà số bắp 1952 thì thả luôn không có đụng, 57 mới đụng các bạn. Ok, thì chia sẻ nhỏ cho anh em kinh nghiệm vậy thôi. Và đặc biệt lưu ý các bạn đi mấy cái đội Super Head á, bạn có dừng hai cái eo ở đây nè, nó hay đụng ở đây nè. Nhớ nếu mà có đụng lên tém hoặc là bạn an toàn tém nhẹ vô hai cái eo. Nhiều khi để hoặc là dẹt cái chảo ra xíu, phải đo thả vô. Khi ráp phải thả vô nè. Nè. Mà nó đụng cái eo nha bạn. Ok. Rồi chia sẻ nhỏ cho anh em mà nói về móc mắt thôi. Cứ thả vô lụm thôi các bạn, nó đi bài bòn mà 62 19 22 thả lụm không có móc gì, để nguyên trái luôn. Còn đo nén gì thì bạn đo dẹt thì tự bạn tính.